Thùy Dương xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị nha. Thùy Dương đang ngồi trên tàu điện, đây là gọi là tàu điện ngầm quý vị. Hiện tại lúc này thì trên tàu điện nó vắng tanh nè. Để Thùy Dương chuyển camera sau cho quý vị cùng xem nha. Đó, không có mấy người hết trơn, vắng lắm. Đường xá ở Oslo bây giờ đó, nó vắng như là đường phố Sài Gòn vào những cái ngày cuối năm Tết Nguyên Đán, quý vị, nó vắng vậy đó. Có nghĩa là bây giờ người ta về với gia đình của người ta hết luôn đó. Giống như là ở Sài Gòn mà khi vào những cái ngày làm việc bình thường thì Sài Gòn rất là đông, đúng không? Và những ngày Tết đó, thì vắng tanh, đường phố nó vắng lặng, thì người ta đi về quê, về Long An, về Bình Định, về Quy Nhơn, ví dụ vậy. Thì đường phố ở bên Na Uy bây giờ cũng vậy luôn. Người Na Uy thì thường thường họ có những cái buổi tiệc lớn trong gia đình vào ngày 24 và ngày 25 đó, thì họ ăn những món ăn truyền thống. Và hay cái là làm thì làm ha, là cái ngày 24 là cái ngày mà tất cả các thành viên trong gia đình phải ăn với nhau để mà ăn uống. Và ngày 25 nữa, nhưng mà ngày chính là ngày 24, người ta sẽ về với gia đình rồi bắt đầu người ta sẽ vui quà ra, ăn uống xong vui quà hát hò quay quần với nhau, vui ơi là vui luôn. Và cái món mà vào cái mùa Giáng sinh ở bên Na Uy người ta ăn nhiều đó là cái món thịt heo quay. Thịt heo quay và họ làm sao mà nó béo lắm quý vị, ăn không có nổi, nó rất là béo. Thịt heo quay rồi nó cái sốt của nó rất là ngán, và cái khoai tây rồi những cái đồ ăn kèm vô. Thì Dương ăn một lần đó, trời, cũng may là một năm có Giáng sinh một lần thôi, chứ mà ăn cái món này một năm 12 tháng ăn cho ngán chết luôn á. Mà cái món đó là phải ăn đó, cho nên là thì Dương thì ăn được 2-3 lần cái món đó, ngán lắm. Vừa thịt heo quay rồi vừa có cái loại đó gọi là lạp xưởng xúc xích, xúc xích của cái kiểu của Na Uy ha. Rồi nó có một số ví dụ như là củ giờ nó làm chua chua nó bỏ lên ăn, ăn cũng ngon nhưng mà dễ ngán lắm. Và đồ ăn thức uống đồ trái cây đồ cái mùa Giáng sinh thì nó rẻ, nó hạ giá xuống, giống như là cam quýt đồ đó, bông hoa. Ví dụ như mình mua hoa ly thì bên đây nó sẽ bán như vậy, 3 bó, mình trả tiền có 2 bó thôi đó. Hoa hòe rồi tất cả mọi thứ luôn. Ngày, bây giờ thì Thùy Dương đang chia sẻ bằng cái miệng của Thùy Dương, không biết quý vị tin không ha, không biết quý vị tin không, nhưng mà nhưng Thùy Dương nói thiệt đó. Rồi cái vậy nữa quý vị, ngày hôm qua Thùy Dương có gặp bạn của Thùy Dương, cái nó khoe Thùy Dương tự nhiên trong tài khoản của tôi tự nhiên có tiền vô. Nhưng mà tài khoản bạn của Thùy Dương bây giờ đó là ở nhà nuôi con, ở Việt Nam mới qua, ở nhà nuôi con nhỏ, không có đi làm. Tự nhiên cái có tiền vô tài khoản, cái giật mình ngạc nhiên, tiền vô tài khoản. Vậy nó cái ngạc nhiên, cái vừa hỏi là ủa phải có nguyên nhân chứ. Thì mở ra thì họ ghi rằng là do là họ hỗ trợ tiền cho người dân ăn Giáng sinh đó. Mà cái quyết định này dựa theo là cái quyết định ngày 15 tháng 12 2022, có nghĩa là mới quyết định có mấy ngày thôi. Sướng không? Ở cái sướng gì mà sướng thì ghê. Cái Dương mới gẹo Dương hỏi bà ở Việt Nam đó, bà có được nhận tiền chính phủ cho bà cái kiểu này không? Cái số tiền nó quy ra đó quý vị là khoảng 8 triệu Việt Nam đồng á. 8 triệu Việt Nam đồng mà tính ra là nếu mà công nhân mà làm thì phải tăng ca dữ lắm luôn, là một tháng mới được 8 triệu phải không? Đó, chứ không phải ít đâu nha. Cho nên là nhiều khi mình thấy người Việt của chúng ta ở nước ngoài sung sướng quá quý vị ơi. Thấy bà con trong nước khổ quá, không có cho người dân gì hết trơn mà thật sự là khổ luôn. Cho nên đó là cái nguyên nhân mà tại vì sao mà Thùy Dương đi lội ngược dòng. Thì anh chị biết rồi, lội ngược dòng nó không có sướng, lội ngược dòng nó cực lắm. Trong khi là nhiều người ta không dám nói mà mình lên tiếng mình nói, không, nó không có dễ, nhưng mình phải kiên nhẫn. Tại vì mình cái trong người mình cái tình yêu quê hương, cái tình yêu con người phải đủ lớn, phải đủ mạnh thì mới có thể làm được, chứ còn không là khó làm được lắm. Không biết là trong số quý vị có ai từng khóc vì người dân của mình không, chứ mà lúc mà Thùy Dương còn ở Việt Nam Thùy Dương khóc dữ lắm, thấy mà xót, nói mà muốn rớt nước mắt nè. Tại vì mình giúp được người ta, giúp được tức thời thôi. Ở Việt Nam Thùy Dương cũng giúp mà giúp nhiều lắm. Thùy Dương nghĩ là nhờ là do Thùy Dương cũng giúp đỡ, cũng biết chia sẻ đó, cho nên là ông trời mới cho Thùy Dương được đến Na Uy đó quý vị, chứ không là tự nhiên Thùy Dương đi đâu. Thùy Dương không có cái nguồn nào, không có cái lý do gì để mà Thùy Dương được đến Na Uy hết trơn. Họ hàng mình không có ai ở nước ngoài hết, không
cỡ như Thùy Dương đâu có cái cơ hội để mà đi ra nước ngoài, nhưng mà lý do tại sao ngày hôm nay Thùy Dương đến Na Uy thì Thùy Dương muốn là chia sẻ những cái bài học cho người dân Việt Nam bằng cái việc là mình phải dành thời gian nhiều hơn đọc sách, nghiên cứu và chia sẻ những gì mình đã từng thấy, những cái sự khác biệt đó. Cho nên là quý vị mới thấy Thùy Dương đó, chứ còn không là Thùy Dương không có làm đó quý vị. Nhưng mà tại vì mình thấy rõ là người dân mình đó, khi mà người ta sống ở nước ngoài xuống cái mùa này á, chị ơi, những người Việt Nam mình, tôi học Thùy Dương không nói là người Na Uy gì hết nha, trời ơi, cái mùa Giáng sinh này á, anh chị, người Việt Nam nào á, họ cũng ăn ngon mặc đẹp hết á, trời ơi, họ tổ chức tiệc tùng liên tù tề luôn á, họ tổ chức tiệc, họ ăn uống, họ mặc quần áo đẹp, họ trao quà cho nhau nè, nhà nhà người người luôn, quá trời vui lắm kìa. Còn trong khi ở Việt Nam mình thấy dân trời ơi lăn lết rồi đi xin đi xỏ nhà của khổ gì mà khổ không tưởng tượng được luôn. Tại quý anh chị biết rồi đó, thì tiền bạc của dân nó lấy nó bỏ vô túi quan tham hết, không nó phải chia đều cho người dân, thì người dân đâu có đến nỗi khổ. Một bên thì nó giàu quá trời giàu, còn bên thì nghèo quá trời nghèo, còn cái nước của người ta là đâu có vậy, ta biết chia sẻ cho người dân không. Dân có giàu thì nước mới mạnh chứ đâu mà nó làm nó giàu cho riêng nó không, còn dân thì khổ quá trời khổ. Mình lên tiếng mình nói thì nó nói mình là thế này là thế kia, mà nó còn dọa mình chứ, mình đi về Việt Nam nó dọa này dọa nọ dọa kia nữa chứ ai đâu rảnh. Ta ngồi trên tề ban, ta ngồi trên tàu điện ngầm, ta lấy sách ta đọc, ta lướt Facebook, ta chơi, chứ bắt gì tôi ngồi tôi nói chi cho cực. Bây giờ thì phải làm việc lại quý vị, phải làm việc lại chứ còn không hiểu hoài nghèo. Thì sẵn đang ngồi trên tàu điện thì Dung chia sẻ tí xíu với bà con, cái mùa này là cái mùa bận rộn vô cùng luôn, cho nên thì Dung ít làm video, cũng không có thời gian để tìm kiếm tin tức nhiều. Thì bên cạnh thì Dung đi là quý vị thấy là thì Dung cũng đem theo cái quyển sách thì Dung đọc nè, thấy không, nhìn thấy không, nó dày như vậy nè, nó đọc sách vậy nè, đi là phải vác theo sách để đọc để mình lấy cái ý, lấy cái nội dung. Nhiều người cứ thắc mắc, ủa sao thì Dương nó có kiến thức nhiều. Bây giờ tôi hỏi, bây giờ một người cầm điện thoại lướt Facebook, ở chơi TikTok, chơi đồ không đọc sách, còn một đứa thì nó cầm sách nó đọc suốt vậy, thì hỏi làm sao nó không vô trong đầu, thấy không? Mình nghiên cứu cái gì thì mình có kiến thức cái đó thôi. Nó đọc sách nổi không? Bây giờ trong số quý vị đọc nổi sách này không? 800 trang đó, chứ không phải ít đâu nè. Đế quốc Việt Nam nè quý vị, thấy không? Có ai xiên như tôi không? Đọc riết mà mặt nổi mụn luôn đó. Rồi Dương cảm ơn quý vị nha, thì Dương sẽ cố gắng chia thành từng phần nhỏ để mà chia sẻ với bà con. Nhấn like ủng hộ thì Dương đều thì Dương có động lực luôn, thì Dương làm chắc chắn một điều như vậy luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.